Hello, xin chào anh em nhé. Thì cũng gọi là một thời gian là mình không lên cái clip nào ấy. Thì hôm nay mình lên một cái clip. Thì gần cuối năm rồi thì mình chúc tất cả anh em chuẩn bị. Nói chung là cuối năm làm ăn rực rỡ nhé. Có Tết thì bánh chưng có nhân thịt nha anh em. Chúc cho anh em nhiều sức khỏe nhé. Năm nay thì nói chung tất cả đều chán anh em, làm ăn không ra ấy. Nên là nhiều khi cũng chán lắm. Thì nói chung hiện tại tóc mình thì gọi là tương đối ổn, vì cũng gần 2 năm rồi đấy, ra Tết là 2 năm. Thế này là cũng tương đối rồi anh em ạ. Nói chung tóc mình thì mình cậy không dày lắm đâu, nên là thế nó bảo mà nó dày thì nó gọi là nó không dày, nó chỉ tương đối thôi. Tương đối thôi, không dày lắm đâu. Đủ mật độ để che phủ cái độ hói với nói chung nó không lộ, để cho để thôi. Còn đi chơi thì thoải mái nhá, đi chơi đi nhờ thì nói chung là thoải mái, không phải đội mũ là được rồi. Với lại nói chung mình chăm thập cóc ấy, nên là mình phải tóc nó cũng ổn hơn đấy. Thì trước thì nó rụng nhiều nhưng mà dạo này cũng không thấy rụng. Cứ tóc mình uốn nha anh em, uốn mới lên thế này. Cái bình thường nó cứ sụp sụp thế này này. Nó sụp sụp thế này thì kiểu nó che mất cái tán ấy, che mất cái này mà với lại nó không thấy, nó mình thấy nó không đẹp. Nên là mình làm thì cứ làm trước Tết tầm gần trước Tết một tháng ấy, là mình làm một tháng hoặc hơn một tháng gì đấy. Thì lúc đầu mình làm thì nó sẽ quăn nhiều hơn, đến khi gần Tết ấy, thì nó thẳng ra mà mình nó cũng có nếp, mà mình cứ vuốt thế này là nó có nếp anh, thì nó sẽ đẹp hơn đấy. Là Tết thì đi chơi nhợt nó đẹp hơn, còn lúc đầu làm thì nói chung nó sẽ quăn nhiều ấy. Quăn sau một thời gian nó cứ dài ra thì mình cắt cái ngọn trên này thì nó sẽ đẹp. Tóc cấy nó còn dài hơn cả, khỏe hơn, với nó nhanh dài hơn cả tóc cũ ở trên này anh em, vì phía sau ấy, nên nói chung nó tốt lắm. Cứ tầm 15 ngày là mình phải đi cắt lần rồi. Giờ thì đang nuôi dài để đón Tết. Khi nào ra năm này được cắt ngắn lại, vì nói chung để tóc dài thì nói chung sợi nó sẽ mảnh hơn anh em ạ. Cứ tóc ngắn thì nó sẽ khỏe hơn, chắc hơn ấy. Với cảm giác mình sờ nó tóc ngắn thì cảm giác sợi nó sẽ cứng hơn, sẽ to hơn. Còn dài thì khi mình uốn thì nói chung cũng có hóa chất đấy, thì sợi nó sẽ kéo giãn cái sợi này ra thì nó sẽ mỏng hơn anh em. Dạo này mình cũng nhắc đăng lên YouTube, với nói chung là cũng mất tương tác, với lại cũng cuối năm khá nhiều việc em, nên mình chỉ cập nhật tình hình thôi. Thì mình sẽ cập nhật tình hình mỗi năm, năm nào mình cũng cập nhật, cho đến khi nào nếu mà nó rụng thì mình sẽ cập nhật. Còn bây giờ mình thấy hiện tại là đang ổn anh em. Mình kết thúc cái clip tại đây nhá. Rồi anh em nào cần thập cóc chăm tóc thì anh em cứ liên hệ mình sẽ tư vấn và gửi cho anh em. Thập cóc mình làm thì anh em cũng yên tâm nhé, vì mình làm dùng luôn nên anh em cứ yên tâm. Và anh em muốn hỏi gì, vấn đề gì thì anh cứ nhắn tin qua Zalo là 0303 694 089, là Zalo của mình. Zalo đấy anh em một thập cóc cũng liên hệ vào đấy luôn nhé. Chào anh em nhé.